Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái món hàu sốt bơ tỏi. Cái hàu này nè các bạn, là mình ăn hàu nướng, hàu hấp xong rồi còn dư, ăn seafood xong còn dư, cái mình hấp cái mình gỡ cái thịt nó ra gì nè. Rồi bây giờ thôi mình đem ra, mình lúc trước thì mình lấy ra mình nấu cháo, bây giờ mình đem ra mình xào bơ tỏi ăn với bánh mì nha. Đó, bây giờ cái con hàu này mình, khi mà mình hấp xong mình lấy ra thì mình phải rửa sơ qua nước muối và mình trụng nước nóng sơ lại rồi để ráo ha. Thì giờ nó ra như vậy. Rồi bây giờ gồm có hàu sốt bơ tỏi, thì các bạn thấy gồm có là bơ tỏi phô mai, đây là hành tím, đây là ớt bột, rồi đây là tỏi. Mình có tỏi xay, rồi mình có bơ nha các bạn, mình có bơ đó, và đây là phô mai đầu bò, rồi và gia vị. Bây giờ mình bắt đầu mình làm nha các bạn. Bây giờ mình mở lửa lên, bắt cái chảo lên, mình mở lửa lên. Mình đợi chảo nóng. Mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh dầu. Cái này là dầu thủy tỏi á các bạn, một muỗng canh thôi. Dầu của các bạn lấy dầu không thủy tỏi cũng được, tại vì chút nữa mình cũng vẫn là đi hành tỏi. Rồi bây giờ chảo dầu nó cũng nóng rồi đó các bạn, mình cho vô đây hành phi trước. Hành tím băm á các bạn, hành tím băm. Xong trước là mình cho tỏi, mình cho khoảng một miếng canh hành tím, một miếng canh tỏi. Rồi mình cho vô cái ớt bột đó các bạn. Ớt bột, cái ớt này không có cay, thành ra mấy đứa con nít ăn được. Cái loại ớt bột này không có cay, tùy các bạn muốn cho nhiều ít thì cho ha. Khi nào mà hành tỏi thơm lên rồi thì mình cho bơ vô. Bây giờ mình cho vô đây 2 muỗng canh bơ. Đây các bạn, 2 muỗng canh bơ. Một muỗng, 2 muỗng canh bơ nha các bạn. Từ từ cho nhỏ lửa, cho bơ nó tan chảy ra từ từ nha các bạn. Nếu lửa lớn quá thì nó sẽ bị cháy. Cho mình nó thật nhỏ nha các bạn. Ta bơ những tan chảy ra. Cái này gọi là bơ sốt, hàu sốt bơ phô mai. Sốt tỏi nhưng mà mình có phô mai nữa. Bây giờ mình cho vô đây, mình lửa thật nhỏ đi các bạn, để mình mở cái phô mai này ra. Mình cho vô đây 3 miếng phô mai, với bao nhiêu hàu mình cho 3 hoặc 4 miếng tùy theo các bạn thích ha. Rất là thơm luôn các bạn.
ở Việt Nam á, có cái quán đó nó bán cho những cái lứa mà trẻ trẻ sinh viên rồi mà người lớn cũng có ăn á, là hàu sốt bơ bò, mực sốt bơ, hàu sốt bơ với bò, hàu bò hàu sốt, mực với hàu sốt hoặc là mực với bò. Đó, giờ mình nặng lửa nhỏ nhỏ lên nha, cái hơi hơi chút xíu lên hết các bạn, cho nó tan chảy hết mấy cái miếng phô mai này ha. Mình cứ nhặt lớn quá thì nó dễ cháy lắm. Vừa đó làm ăn rất là ngon, để hôm nào cái mình có đủ đồ với lại mình có thời gian cái mình làm cho các bạn, làm chia sẻ với các bạn nha. Làm ăn là chia sẻ với các bạn, ăn cũng rất là thú vị, ngon lắm các bạn. Mà vui nữa, mình cũng đi ngồi nó bán ở vỉa hè vậy mà vui lắm. Lúc này thì mình có thể nêm nếm. Đây mình cho vô đây là nó sôi từ từ, nó nhỏ lửa, mình cho vô đây một miếng cà phê đường nha các bạn. Nửa miếng cà phê bột nêm. Hai cái vít nhỏ này bột ngọt, trước kia là nó nửa muỗng đó các bạn. Mình cho nó tan chảy cái này hết. Vít lửa lên chút xíu nha các bạn, cho nó tan chảy mấy cái phô mai với bơ hết. Thơm không? Thơm quá hả? Anh lên xem thơm, hấp dẫn. Rồi mình có thể cho đũa lớn hơn chút xíu để mình có con sắp tan chảy hết rồi mình gửi con hàu nó vô nha các bạn. Con hàu nó vô. Thơm luôn các bạn ơi. Thấy cái con hàu ở bên đây nó mập ghê luôn, rất là mập luôn các bạn. Ra nó kêu hàu sữa. Không, hàu sữa khác anh. Hàu sữa là cái con khác nữa. Ừ, nó nhỏ hơn con này, con hàu này rất là ngon. Em chỉ thấy, chưa thấy ở Việt Nam có con hàu bự vậy. Mình ăn hàu bình thường á, nhưng mà con hàu nó không có mập được như vậy. Con này con hàu này nó mập. Hàu sữa là nó nhỏ hơn nữa. Hồi lần Úc đi biển, Úc mua, Úc về Úc cho mình ăn á. Hàu sữa thì nó nhỏ. Ở Việt Nam nó cũng có ở siêu thị thì nhiều khi nó cũng có bán, hoặc mấy chỗ bán hải sản đó, nó để cho cái bọc nó lột sẵn vậy đó. Các bạn có thể ăn chay vậy thì các bạn có thể cho thêm một miếng tương ớt nha các bạn. Tương ớt thôi, nó vừa có màu đẹp mà nó vừa có cái vị nữa. Chừng khoảng một muỗng cà phê thôi. Các bạn nào thích ăn có củ hành thì các bạn để củ hành.
mình có củ hành đó, mình cắt một miếng mỡ hành, có muối cao đó các bạn. Còn các bạn nào mà thích ăn mà bơ nhiều chút nữa, chắc có lẽ mình cũng cho thêm chút bơ nữa cho nó mướt mướt chút. Ít bơ quá thì cũng không ngon. Mình cho vô đây thêm một muỗng cà phê bơ nữa các bạn. Đây, muỗng cà phê bơ nữa. Bơ ít quá cũng không béo. Rồi trộn lên cho bơ nó tan chảy ra, xong rồi mình nếm là vừa cái khẩu vị của mình là được rồi. Mình ăn với bánh mì. Thơm quá chị, thơm bơ, thơm phô mai nữa, hành nữa, hành tỏi nữa, rất là thơm luôn các bạn. Món này rất là dễ làm, đơn giản dễ làm mà ăn nó ngon nữa. Khi mình ăn seafood thì còn nếu mình không vậy thì mình mua về mình làm cũng được, hoặc là khi mình ăn seafood xong mình còn dư đó, dư hào đó, cái mình hấp trên chín hết đi các bạn, mình làm vậy ăn. Mình có bột tỏi không, củ hành không ạ? Có tỏi sẵn rồi anh, tỏi sẵn rồi, tỏi mình có sẵn. Có bột tỏi không? Tỏi, tỏi. Củ tỏi quá rồi. Đó là anh muốn lột anh lột đi. Của Nick cho bữa đi vườn nho. Màu quá. Nó sâu cho nên mình tắt lửa được nữa các bạn. Ăn cay cay nữa. Mình muốn xào bột tỏi cay. Cay, còn mà có em bé đó thì các bạn đừng có để cay, nó ăn không được nha. Mình để người lớn. Rồi, xong mình tắt lửa, mình cho ra dĩa để cho các bạn ơi, rồi mình đi nướng miếng khúc bánh mì. Mình thưởng thức. Đây mình tắt lửa được rồi các bạn, ngon quá. Rồi bây giờ mình xớt ra dĩa mình thưởng thức nha các bạn. Thơm quá các bạn ơi, thơm quá. Hấp dẫn quá. Thơm quá, bây giờ mình để lên đây miếng ngò. Mấy cái con hàu này nó mập quá trời luôn, mập quá chừng mập luôn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Đây. Rồi mình thấy miếng ngò với mình lấy bánh mì lên đó, bánh mì nướng vừa xong, má lò nó vừa kêu. Canh hay quá ha. Lên là mình thưởng thức được rồi đó, soda. Soda. Em gấp này ra. Này pha với rượu nho ở nhà nấu. Rượu nho anh, không phải rượu nho mà là si rượu nho. Thì mình nói rượu nho, hãng rượu nho nhà đi. Rượu nho, si rượu nho mình đang làm kìa, chưa có lấy ra. Ăn thường thường ăn đồ biển thì mình có gừng thì nó sẽ tốt cho cái này, dưa gừng nè các bạn. Dưa gừng mình hay làm vậy nè, các bạn ăn coi nó ngon, chua chua ngọt ngọt mà thơm gừng lắm. Wow, hấp dẫn quá. Ăn
đó, mình ăn đồ biển thì nó có mấy cái gừng này vô nó rất là ấm bụng. Rồi anh ơi ăn đi để nguội, nguội nó không ngon. Ok. Mời các bạn thưởng thức với mình nha, cái món bánh mì ăn với hàu sốt bơ phô mai tỏi. Mời các bạn cùng ăn. Món này món đặc biệt. Món đặc biệt. Món này món đặc biệt hả? Đặc biệt là lâu quá không có lên hình, mình gọi là đặc biệt đi. Đặc biệt sao chứ chiều. Nước nho này các bạn ơi, nước nho này pha với soda. Ôi, ngon lắm các bạn. Hello, chào các bạn. Bữa nay hơi lạnh các bạn. Gần tới gặp đông rồi các bạn ơi. Nãy giờ tại vì em làm trong bếp thành ra em không lạnh lắm, còn anh thì ở ngoài vườn. Thành ra nãy giờ anh bị lạnh. Mày ăn như cái gì? Như bánh mì với anh Thảo, khỏi chấm nó vậy ngon lắm. Chấm hả? Ngon quá các bạn ơi. Cảm ơn Nick rất là nhiều. Nick cho đi vườn nho hái nho nhiều quá, bây giờ về làm siêu nho, rượu nho rất là nhiều luôn. Cảm ơn Nick nhiều nha. Anh bánh mì nhiều quá vậy. Cảm ơn anh nhiều. Từ khi có bánh bao rồi mình lưu bu, mình không có nấu đồ ăn được các bạn. Nấu thì nấu đơn giản lắm rồi, không có chia sẻ được với các bạn cũng buồn. Nhưng mà giờ bánh bao cũng lớn một chút rồi, thành ra thời gian cũng có. Mình làm được gì mình chia sẻ cho các bạn cái đó. Các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Bánh mì mình nướng ở bên đây, bánh mì mình cũ mình nước để lâu chút nào. Anh quên lấy nắp kinh rồi. Bánh mì này nó không có giống bánh mì này anh. Cứng, nướng khô cứng. Cứng mà. Để tôi lạnh lên nướng chút nó cứng. Cứng là. Nhưng mà tại nãy mình ăn không ăn liền đó anh, chứ mình ăn liền ra nó giòn lắm. Bây giờ nó giòn mà giòn có độ cứng. Đây, nó cứng. Bớt lên thằng chiều. Ăn miếng dừa. Cái này cũng cây nhà lá dừa luôn các bạn. Cái dừa. Dừa mình mới cắt đó các bạn. Mới trồng có lần này thôi. Trồng ở ngoài sao mấy công rồi. Ngày nay cắt thử vô trái ăn ngon. Năm tới chắc trồng 1 hecta. Có dừa ngon quá. Con dừa mình vô với đồ biển hợp lắm các bạn. Rất là ngon. Đây là miếng củ hành. Ăn rất là ngọt đấy mà. Ngọt lắm. Này kia mình dưa lưới mini. Dưa lưới mini hả? Cái này không bự. Nó nhỏ nhỏ. Dưa lưới mini mới nghe nói. Chứ anh thấy mấy chợ bán trái bự vậy. Nhưng mà cái này được, cái này nó rất ngọt. Em thấy cái trái này anh nhớ ở Việt Nam mình đi ngang cái nhà nó trồng trên lầu á. Lấy cái dây làm vòng vòng, cái bó cái quấn cái trái để trái nó nằm trong. Trời ơi thấy thương ghê. Nguyên một cái hành lang vậy nè. Thích lắm. Với lại ở trên Trường An có chỗ là cái vườn dưa lưới á. Mình định đi cái rồi tự nhiên cái bị Covid cái mình không dám đi luôn, đến ngày mình qua đi luôn đó. Thấy không? Nó uống dữ vậy? Chưa. Ngon. Hai người ly uống cho lãng mạn. Uống cái nước nho, siro nho này mà chế cái nước soda ở Việt Nam mà. Rất là ngon các bạn. Bây giờ dịch Covid nhiều quá, cái mấy bạn cũng rảnh rỗi làm YouTube nữa. Thấy cái kênh thầy Vũ, thầy giáo Vũ. Các bạn nào ủng hộ thầy giáo Vũ rồi vô kênh thầy giáo Vũ ủng hộ nha. Mình kêu gọi ủng hộ thầy giáo Vũ mới làm đó. Kênh cũng nấu ăn dạy học này cho nó tùm lum. Nhưng mà thấy cũng hiền, thấy hiền. Thầy giáo Vũ là rất là chất phát. Thì giống như mình biết gì làm lấy. Đơn giản chứ không có phải là làm lớp lan hay là
bài bản là như kinh mới là nhường nhẽn, mình biết gì mình làm lấy là ra, các bạn ổn thương thì ủng hộ thôi, chứ đúng ra mình biết mình làm không có giỏi. Ủng hộ thì Vũ ơi, có gì các bạn cứ comment đóng góp. Kênh nó mới rạo luôn. Mới rạo. Chưa có tiền, chưa có quảng cáo. Được bao nhiêu sub vậy? Nhớ, mới chậm sub. Tới bộ đồ rồi, đủ rồi. Bạn á, bạn lá nhiền cho nè, lẽ ra là cho mười mấy trái cho với học, nhưng mà cái lụa này thì khi mà mình để nó cũ chút xíu mình ăn thì nó sẽ ngọt hơn, bây giờ chưa được ngọt lắm. Bạn thấy đây là một cái mê ha, nhiều cây á, bé quá mà cái con hàng nó béo rồi, cái bơ nữa. Bơ và phô mai nữa. Quá ngọt. Con hàu này nó mập quá các bạn ơi. Quá mập luôn. Tăng kèm nhím gừng lên. Ngon lắm. Nó vừa ăn, anh muốn ăn ớt không? Ớt còn cay. Ớt này hả? Này hả? Ăn kèm nhím gừng ngon quá. Cho miếng nò vô nó rất là thơm. Một con hàu mà lớn mà các bạn, cái ruột mập ghê luôn. Có con to hơn nữa anh, mấy con này to hơn nữa nè. Mùa thu anh đây buồn quá các bạn ơi. Mùa thu lá bay ghê nhìn. Nhà thì Covid, nhưng mà nhìn cái không khí ngoài trời, cảnh quan ngoài trời thấy cũng còn gọi là vui tươi. Còn mình thì thấy buồn quá. Nhưng mà chiều nay đi đánh tennis anh ơi, bữa nay chiều nay không có mưa. Chiều nay khoảng 4 giờ 4 mấy mình đi đánh tennis rồi về. Ngày mai là mưa suốt á. Ở bên này lúc này đi đánh thì đánh mình đánh cái sân mà gần nhà đó. Hai vợ chồng ra kéo thôi, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có mấy người kia, nhưng mà mình đâu có biết nói chuyện gì với người ta để giao lưu. Nhưng mà ở ngoài cái sân đó thì người ta cũng ra người ta vợt thôi à, chứ không có đánh nhiều như những cái sân kia. Những sân kia thì người ta mới đánh với nhau, còn cái sân này là chỉ để vợt thôi. Nhưng mà gần nhà tiện cho mình. Con chiều nãy đi kéo rồi, chút chân chút sợ thấy gì không mưa. Không, chiều nay không có mưa. Chiều nay trời mát vậy nè. Chừng 4 giờ mình đi được rồi, để nó tối. Thôi video đến đây cũng dài rồi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu bạn nào thấy cái mình những cái video mình làm mà chưa có những món ăn mình làm mà chưa có hay đó, các bạn có những cái nào hay hơn góp ý mình có hơn nhiều lắm nha. Cái này thì tự coi như tự phát thôi, biết gì làm đấy thôi à. Nhưng mà mình cũng biết là các bạn rất là gọi là rất là thương hai vợ chồng lớn tuổi này làm video vui để vui, với lại nó qua ngày giờ lớn tuổi qua làm gì qua tháng qua năm.